Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2021, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng ổn định đối với các loại lúa. Riêng lúa thu đông thu hoạch sớm được thương lái đặt cọc theo giá cao, trong khi đó giá gạo biến động nhẹ theo hướng giảm. Thị trường giao dịch lúa hè thu ổn định, giá lúa vững, trong khi đó một số địa phương đã chuẩn bị thu hoạch sớm lúa thu đông và được thương lái đặt cọc nhiều. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 4.400 đồng đến 4.600 đồng, OM380 giá 4.600 đồng đến 4.800 đồng, OM9582 ở mức 4.800 đồng đến 4.900 đồng, lúa Nhật 4.800 đồng đến 4.900 đồng, lúa Hàm Châu 5.500 đồng đến 5.600 đồng, nếp An Giang loại 3 tháng 4.200 đến 4.300 đồng, IR50404 giá 4.700 đến 4.900 đồng, VNR20 5.500 đồng đến 5.700 đồng, nàng hoa chín 5.900 đến 6.100 đồng tăng 100 đồng một ký, đài thơm 8 5.500 đồng đến 5.600 đồng, OM5451 giá 5.000 đến 5.200 đồng, OM18 giá 5.300 đồng đến 5.500 đồng, OM6976 4.800 đến 4.900 đồng một ký, OM4900 5.200 đến 5.400 đồng một ký, RVT 5.400 đến 5.600 đồng một ký, lúa ST24 6.100 đến 6.300 đồng, nàng nhan khô 11.500 đồng đến 12.000 đồng, lúa OM6976 khô 6.500 đồng, lúa IR50404 khô 5.400 đến 5.500 đồng, ST24 khô 7.900 đến 8.000 đồng, RVT khô 6.700 đến 6.800 đồng, lúa khô OM18 7.000 đến 7.100 đồng, lúa Nhật khô 6.500 đồng đến 6.600 đồng. Giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha quý bà con. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh vẫn đang còn phức tạp và nhiều nguy hiểm. Quý bà con lưu ý cố gắng giữ gìn sức khỏe, tăng cường sức đề kháng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình trong giai đoạn dịch bệnh này. Cảm ơn quý bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để theo dõi thêm nhiều nội dung khác nữa nha. Xin cảm ơn và xin chào.